Xin được kính chào quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ năm, ngày 5 tháng 1 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giống Thái sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật hình giống mít thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giống mít thêm một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá mít sáng hôm nay thì giá tạm thời giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Thì tạm thời mình xin cập nhật tình hình giá mít vào buổi sáng. Nếu giá mít buổi trưa buổi chiều có thay đổi thì mình cũng sẽ tiếp tục làm thêm. Do hiện nay thì tình hình giá mít có thể lên xuống và thay đổi biến động liên tục, thay đổi rất là bất ngờ. Tình hình giá mít hôm nay ở khu vực Vĩnh Long thì mít kem mít dao động từ 24, kem gớt lớn là 22, kem nhì là 14, kem mít kem gớt nhỏ là 12. Khu vực Cần Thơ thì mít kem nhất là 24, kem gớt lớn là 22, kem nhì là 14, mít kem gớt nhỏ là 12. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang thì mít kem nhất dao động từ 25, kem gớt lớn là 23, kem nhì là 15 và mít kem gớt nhỏ là 13. Thì mít chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang thì thương lái đang mua với mức giá đồng từ 4.000. Còn ở khu vực Tiền Giang thì mít kem nhất dao động từ 25 đến 26, kem gớt lớn là 24, kem nhì là 16 và mít kem gớt nhỏ là 14.000. Nếu mít chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua với giá đồng từ 4.000 đến 4.500 đồng một ký. Nếu mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, do khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Còn khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì mít kem nhất dao động từ 20, kem gớt lớn là 18, kem nhì là 9 và mít kem gớt nhỏ là 9.000. Nói chuyện chợ hiện nay ở khu vực Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước thì thương lái đang mua với giá đồng từ 3.000 đến 4.000. Còn ở khu vực Tây Nguyên, hiện nay thì mít kem nhất dao động từ 18, kem gớt lớn là 16, kem nhì là 7 và mít kem gớt nhỏ là 7.000. Cái mít chợ hiện nay ở khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua với giá đồng từ 3.000 đến 3.500 đồng một ký. Ngoài ra thì tình hình giá mít Thái cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít và tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa hay là gần, mà thương lái mua có thể chênh lệch lên xuống với các vườn mít là từ 500 đến 1.000. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý nông dân, quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui, may mắn và thành công.